Xếp hàng nhiệt độ để xin kính chào các bác. Em lên sóng một con máy điều hòa một cục của hãng Haier. Hiện tại hàng thì cũng chả còn nhiều đâu ạ. Còn có ngần này các bác nhé. Ở kia 9 con máy là toàn là 2 chiều. Chỉ tại còn 4 con 1 chiều thôi. Có 2 con Totomi, một con Corona, con Haier này. Một con Haier. Em để số 2. Tình trạng máy chạy hoạt động ok ngon lành, có đi kèm điều khiển đa năng. Điều khiển này các bác lưu ý là mã số 10 máy sẽ nhận nhé. Trên điều khiển thì cũng sử dụng được cái full tính năng tốc độ gió. Đấy. Rồi là như hẹn giờ tắt bật đầy đủ. Tăng giảm nhiệt độ cài đặt. Con này bán 3,6 triệu, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Mà nào có nhu cầu thì các bác liên hệ. Năm sản xuất của nó thì là năm 2011 các bác nhé. 2011. Nói chung là máy hoạt động ok ngon này, bình thường, chức năng bình thường. Thì các bác nào có lấy thì các bác liên hệ, chào các bác.